Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ ba nha quý vị, 11 tây tháng 10 nha quý vị. Rồi cái combo này là combo 782. Combo này có 6 cây 500k bao phí ship á, mà combo này đặc biệt là tôi quay cho các anh Trung Thành nha. Zalo Trung Thành ở trên Zalo á. Bây giờ anh vô anh xem nha anh Trung Thành. Tôi quay cái này rồi tôi gửi cho anh xem ha. Anh cứ vô anh xem cho kỹ ha. Rồi anh có chốt được anh chốt, còn nếu không thì tôi mới bán cho quý vị khác ha. Nếu anh không có ok thì tôi bán cho quý vị khác. Nó dễ lắm ha anh Trung Thành, chứ khỏi gửi qua Zalo riêng cho anh mất công, rồi nhiều khi anh xem anh không có hài lòng rồi mất công nữa. Cứ quay lên đây nó dễ lắm, ưu tiên cho anh. Anh được thì anh chốt, còn không thì tôi bán cho quý vị khác. Cây nó vậy nha quý vị. Đó, tỷ lệ nó vậy ha. Cái này là siêu mini nha, nó nhỏ xíu thôi nha quý vị, nhỏ hơn cái ngón này luôn nha. Còn cây này thì bự hơn nha. Đó, nó tùy theo cái cây đó. Mà nói chung là cái này là được nuôi hết trơn rồi, một thời gian nữa là ok chơi được. 2 tháng nữa ha là tỉa dung mâm luôn. Rồi 5 cây 6 cây. Rồi vậy đi ha quý vị ha. Nè, có anh Trung Thành. Rồi vậy nha anh ha, tôi gửi qua cho anh xem nha. Rồi xuống luôn.